Xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay bữa nay Bùi Long và những con sóc dễ thương lên Bùi Long chơi thì ghé qua cổng Trấn Biên, quay lại cho quý vị xem cái cổng Trấn Biên quý vị các bạn nha. Xong rồi đi Bùi Long chơi. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay là mùng 5 Tết, Bùi Long sẽ đưa con sóc đi vào thăm Bùi Long. Đây là cái cổng của khu du lịch Bùi Long quý vị các bạn nhé. Hôm nay thì rất là đông. Người cho bé người lớn nó 150, trẻ em là 30. Là đi Bùi Long thì mang con sóc thôi, nhưng mà bây giờ chưa thể cho ra được, tại vì chỗ này nó đông người là nó sẽ bị nó bị hỗn loạn. Chúng tôi vào chỗ yên tĩnh sẽ quay cho chú sóc cho công ty để xem nhé. Trông con mèo đây là một thỏ gì các bạn nhé. Đấy, đây là lên đây đi, cái một thỏ nhá, xin các bạn nhé. Này sẽ đứng đi chơi ha. Đó. Đó, nó muốn lên mà đói rồi đấy, cho nó đi chơi ha. Có dính sát không? Cái đường nó sẽ từ thôi dừng đi ra cảnh khách luôn. Không xa đâu, ra được mà. Nè bó, nè bó, nè bó, nè bó. Đó. 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 Rồi đi, đi. Rồi thoải mái mà. Ừ. Rồi đi bó. Đó, đúng không? Nè, nè, mấy ba nè, rồi gì nữa nè. Rồi, đúng rồi, rớt cái đầu đấy, rớt cái đầu. Rớt xuống, rớt xuống, rớt xuống cái đầu. Nhát. Đúng nha. Chờ nha. Đó. Xong đây là một thợ tập. Để cho xong chờ nha. Để cái sơ đồ của nhà đi nhá. À, xuống không đứng bình yêu. Để xích cho nó chặt. Để xả lại anh chứ. Dạ, xả lại. Hả? Nắp của anh nuôi chị. Con sẵn không? Con đã. Đây là phải gần sắp đây. Cho nó xuống nha, thu lũng bị nhiều chưa? Thì xuống đây nhá, xuống lũng bị nhiều chưa? Ừ, đâu.
đang lục cái túi của chú vậy? À, nó đòi ăn đó. Cho nó coi đi. À, đó cái hình người kia. Cho nó trông đấy. Cho nó phá cây ạ. Trời ơi. Đó, con cây okay, phá. Thích chơi, cháu thích chơi, đúng rồi, đấy. Chơi đúng thích. Nó thích chơi đấy, trời đấy. Xấu nhất sau quay. Trời xấu nhất sau quay. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nghe thông nhỏ. Trời ơi, nó chỉ lanh quẩn thôi, tâm quẩn mình thôi. Nó xuống người du thuyền nhé. Xuống du thuyền nhé. Du thuyền nhé. Thuyền chơi này. Em muốn đi thuyền mà sao chưa xuống thì chưa đi được. Tập 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 xuống đây. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Nè, nè. Cầm tập 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 nè. Nè, đi chơi đây. Cầm tập tập tập. Nè, nè. Nè, xuống đây nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ du lịch nha, đó ha. À, thế, à. Đó. Đi nha. Để chúng ta phải đạp đi nha. Anh nhá, anh nha. Dạ. 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 Yeah.
em như hay nhá, nhớ like nhé, cũng như chọn bạn nhá. Ai chưa đăng ký kênh nhá. Này buổi năm thì Cửu Long đấy, cách nhà có 5 cây số rồi. Đi năm Tết thơm cơ, thơm rồi đúng không? Chào tất cả mọi người nhé. Mùng năm Tết, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Đây là núi Cửu Long tại Biên Hòa Đồng Nai, quý vị các bạn nhá. Này cho sóc bông đi chơi. Đó. Để mình xem Cửu Long nó như thế nào. Đây là Hồ Long Ảnh. Cửu Long. Biên Hòa cũng như là tỉnh Đồng Nai. Đây là chú sóc bông. Đẹp rồi. Ai cũng xem con sóc nhỉ. Khá đẹp chưa. Đây rồi ra. Ý là đầy đủ để cho quý vị xem rồi, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đó, đây, đấy, quý vị xem. Sóc bông đi chơi Tết, du xuân, sóc bông du xuân Cửu Long. Đó, thấy chưa? Ngoan nào, rất là ngoan. Đây mát, mọi người đấy. Quang hai con, mình chưa tốt luôn ha. Thì các bạn nhớ like, share, comment và đăng ký kênh. Những ai chưa đăng ký kênh nhá. Nãy giờ Hồ Long Ẩn của Cửu Long chứ là từng chú sóc bông đi chơi du xuân nhá. Có rất nhiều thạch liền và đi ra về đủ chơi rồi à, lại gần kia kênh. Đấy, quay mấy cái xem nữa. Hoa xe, hoa xe.
này nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Có một mình đi chú sóc ra đi chơi cho còn các bạn kia đi chơi chỗ khác. Xin chào quý vị các bạn nhé, đây là Hoàng Văn đứng bên ngoài nhìn vào quý vị các bạn nhé. Thấy sóc bông đi chơi vui không? Mà còn mang cả hạt hướng dương đi ăn luôn. Hạt hướng dương đi ăn luôn. Chưa không? Là vịnh Hạ Long từ nhỏ đi được quý vị các bạn nhé. Mình vào không quay một vòng, quay một vòng, một vòng tròn này vào. Đó thì cũng mát được. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhé. Không biết là bao nhiêu phút rồi mình không cứ đi vào và đi lên trên kia xem số trò chơi. Đấy, vào đi. Chạy xuống bây giờ đến qua hồ đóng bản chơi rồi đi lên chơi một số phát nữa. Rồi đến mời nha. À, hay. Giờ đi hồ đóng bản xong rồi, giờ mình đi chơi chỗ khác đó. Đấy, chơi. Quay chụp hình. Ok, ok, ok. Đúng Nguyên, đúng Nguyên. Rồi, ok. Đó. Trời ha, đó. Wow.
con thằng này có cũng con tôm. Ủa nông trại vui vẻ. Xin chào quay đấy hả? Đi lên trên này. Đây là món sóc sen thôi. Hà Nội chuyển tiếp nhưng mà mình không có vô không. Đây là thiên đường tuyết. Và đây là sẽ rất mát. Và đây cũng lạnh. Đưa sắp chú sắp bông người về chú cũng đói rồi, cũng có đồ ăn nhưng mà không muốn không ngồi lại được rồi. Bên con rồng mặt trong nha quý vị các bạn nha, quay lại cho quý vị xem chào quý vị các bạn. Vòng luôn quý vị các bạn nhé, xem quý vị xem để lưu lại những kỷ niệm trong Bửu Long. Thì thứ hai livestream của mình, cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Chào và hẹn gặp lại Bửu Long vào những năm sau.